chặt nữa. Làm khắc phục cái lỗi này luôn. Bây giờ gọi nó đủ quá. Kêu để mở ra làm xong quay cho anh em xem. Đây, chiếc Honda ADV. Xe này thì làm nồi lại xong. Làm full nồi nữa nè, mở tua luôn. Làm dặn nó mở ra đây luôn. Rớt bị anh bị bẻ độ. Rớt cái bài mình ha. Chuồng bố là xo. Nó xo vàng nè. Xe này làm full nồi luôn. Cái hộp gió được chơi ha. Zin thì chạy lâu rồi nó hay đóng bụi lắm, nó ngon. Nó chơi nó vừa bốc vừa tiết kiệm xăng. Bắt vô mình test cho anh em xem, bây giờ mình chạy thử luôn. Xe này là làm nồi bô lọc gió, ý coi gió luôn nha. Cái hộp xăng. Mà xe này chưa có ECU. Nó nặng hơn radio với lại AB cho nên thường rồi mà mấy xe kia làm full nồi là dặn có chiếc lên 155-157 luôn á. Rồi, để đắp cái nồi cho mình test thử cho anh em coi ha. Để nó mở cái tua lên tới đây luôn. Nó mạnh hơn. Zin nó thường là tới đây. Máy 62 đang ráp rồi.